Mọi người lại đến với kênh mua bán xe máy Việt Thái trên YouTube nha. Vâng, hôm nay thì cũng là ngày 12 tháng 8 năm 2020. Vâng, hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Trời không có nắng, rất mát. Em về được mấy chiếc xe mới, em lại review lên cho tất cả anh em bạn bè cùng xem nha. Vâng, cũng như theo yêu cầu thì rất được nhiều anh em bạn bè quan tâm dòng ẹc 4 số 2010. Hôm nay em sẽ review mấy chiếc ẹc 2010 tại cửa hàng em cho anh em bạn bè cô dì chú bác gần xa tham khảo nhá. Vâng, đầu video thì em cũng xin chúc cho tất cả anh em bạn bè gần xa luôn có sức khỏe. Vâng, cố gắng chung tay chống dịch qua mùa Covid nha mọi người. Vâng, thì vẫn như thường lệ, cái địa chỉ cửa hàng của em là số nhà 5-3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Số điện thoại của em là 0988 428 669 hoặc 0969 333 777 nha. Vâng, thì cửa hàng của em nằm ngay vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương. Vâng, con đường này là được thuộc con đường DT743. Vâng, cách vòng xoay An Phú 500m nha mọi người. Vâng, các bạn cứ đến vòng xoay An Phú alo cho mình. Vâng, hoặc là nếu các bạn đi từ trên 550 xuống ngay chợ Thông Dụng hoặc trạm thu phí An Phú cũ nha. Vâng, địa chỉ cửa hàng của mình nằm ngay đó. Vâng, và anh em nào mà yêu quý xe máy Việt Thái thì xem video nhớ đăng ký kênh dùm cho em nha. Vâng, thì cũng không để mọi người chờ lâu. Vâng, em sẽ vào em review mấy chiếc ẹc 4 số 2010 cho mọi người cùng xem nha. Vâng, ở đây thì cửa hàng em còn 3 chiếc. Chiếc màu vàng em đã bán rồi. Vâng, chiếc đầu tiên đây là một chiếc ẹc 2001 đăng ký cuối nha, nhưng mà 4 số nha mọi người. Đó, mình sẽ quay cả chi tiết cho anh em được xem. Đó, xe này năm sản xuất 2010 nha, cũng đời luôn, lốc lác này còn rất đẹp. Vâng, áo thì có hơi tem, hơi có hơi chảy xước chút xíu nha mọi người. Đó. Đây, em quay chi tiết cho anh em bạn bè cùng xem nha. Ờ, ốc này, ốc theo 5 tháng nha. Vâng, xe này thì máy móc còn zin nha. Vâng, anh chị em nào đang quan tâm dòng ẹc 2010 thì ghé cửa hàng mình tham khảo, có 3 chiếc nha. Đó, chiếc này thì không biết có lổ máy không, em lổ máy cho mọi người cùng nghe. Máy còn rất chi là ngon. Vâng, chiếc xe này thì hiện tại cửa hàng em đã rút hồ sơ về cửa hàng, anh em mua về chỉ việc ra bấm biển số thôi nha. Vâng, giá 35 triệu em bao hồ sơ cho mọi người đó, cho nên là một chiếc này là máy zin, còn chiếc kế bên thì em cũng mới mua luôn, cũng đăng ký 2010 luôn nha, nhưng mà nó đi tem xì bắc. Vâng, vâng, thì nó cũng y chang nhưng mà đi tem rồi sơn mâm lên cho mọi người. Anh em nào thích zin cũng được và thích kiểu cũng được nha. Vâng, chiếc này thì em cũng mở dàn áo ra rồi, không biết là máy móc zin không, nhưng mà máy thì còn rất êm, đi đồng hồ Soco. Vâng, biển bố số 47 nha, 47T104810. Đó, quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem này. Đây là gom chân lòng này, theo như em nghĩ thì vẫn còn là màu xanh, mà không biết là chiếc xe này sau này nó có dấu mở ốc máy, không biết là người ta tháo ra, người ta gỡ ra để rửa hay gì thì em không biết.
anh em nào mua cứ dẫn thợ đến em bao test các kiểu nhá. Vâng, chiếc xe này thì cũng trên 30 triệu nha mọi người. Vâng, xe ngay chủ luôn. Anh em nào muốn rút gốc hồ sơ sang tên ok hết nhá. Đó. Đây là hai chiếc màu đỏ. Còn chiếc kế bên này là chiếc màu xanh GB. Xe này thì đăng ký cuối 2009. Đó. Biển số 61 Bình Dương. 61B1-91102 nha. Vâng, xe này em cũng bán trên 30 triệu. Chính chủ bao công chứng, xe này thì máy móc bao zin rồi. Vâng, có đi căm cho nó nhẹ bánh thôi. Đây, ốc thì có đi vài con ốc titan nha. Đó. Vâng, em sẽ lổ máy lên cho mọi người cùng nghe. Đây là cái máy đang lổ nha mọi người. Đó, máy đang lổ nha. Vâng, anh em nào đang quan tâm dòng nhạc 2010 thì nhanh tay nhanh chân ghé cửa hàng mình tham khảo nha. Vâng, cửa hàng mình còn 3 chiếc lận. Đó, 2 chiếc màu đỏ và 1 chiếc màu xanh. Vâng, thì mình cũng quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem. Đó. À, đi đĩa kiểu này. Có máy đang lổ nha mọi người, nó vẫn đang còn rung rung này. Máy rất êm. Vâng, chiếc xe này thì ngay chủ bao công chứng. Giá cũng trên 30 triệu nha mọi người. Còn chiếc thứ tư này thì 135. Vâng, xe này thì đời cuối 2014. Xe cũng còn khá rất là đẹp nha. Máy móc mình bao zin cho các bạn. Dàn ngoài thì mới tinh, không chảy chuộng gì nhá. Đó, anh em xem chi tiết thì alo cho mình theo số điện thoại 0988428669 nha mọi người. Vâng, chiếc xe này mang biển số 77F121151 nha. Vâng, xe này hiện tại cửa hàng mình đang bán cho các bạn chỉ 18 triệu thôi. Cực rẻ luôn. Anh em nào quan tâm dòng nhạc 135 thì ghé cửa hàng mình xem nha. Đó. Xe này máy móc mình bao cho các bạn zin. Chưa làm đụng chạm gì nhá. Còn dàn áo thì có chảy xước thì mình đã có bắn tỉa lại rồi, không ăn gì gì. Còn cái bên đây là một chiếc Vario 150 đấy này các bạn. Vâng, mình cũng vừa mua về xong này. Vario màu trắng này. Siêu cọp siêu đẹp luôn, mới đi được có mấy ngàn cây ốc tán các bạn xem đi, như xe mới luôn. Đó. Biển số 48H119146 nha. Vâng, một chiếc xe quá đẹp luôn. Màu trắng 150 nha. Quá đẹp luôn. Vâng, chiếc xe này hiện tại cửa hàng mình đang bán cho các bạn là 46 triệu nha. Vâng, giá còn thương lượng nha. Đó. Anh em nào đang quan tâm dòng đẹp 135 Vario, rồi nói chung là dòng đẹp 4 số ôn tay của Winder rất nhiều. Và mai mình sẽ rảnh rỗi mình sẽ quay clip chi tiết dòng Winder cho các bạn xem nha. Vâng, cửa hàng thì còn rất nhiều dòng xe đẹp 150 rất nhiều. Anh em nào đang xem video nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ dùm cho em nha. Vâng, để em có cái động lực em lại quay video cho anh em bạn bè gần xa tham khảo. Vâng, đặc biệt là cửa hàng em có bán trả góp qua ngân hàng, thủ tục đơn giản chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái nha, hoặc thẻ tín dụng nha mọi người. Vâng, anh em nào đang quan tâm dòng xe cũ thì cứ ghé cửa hàng mình tham khảo, cửa hàng mình có mua bán trao đổi bù trừ tất cả các dòng xe đã qua sử dụng nhá. Vâng, ngoài này thì mình còn ít dòng xe 50 này, Sirius này, rồi Wenfa, rồi SX Lovo này, Mark 50 này, đó. Các bạn nào đang quan tâm dòng xe 50 thì ghé cửa hàng mình nhá. Giá thì tầm dưới 10 triệu quay đầu thôi. Rất mong được anh em bạn bè gần xa tham khảo nhá. Vâng. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm video của mình nhá. Vâng, thì mình video mình cũng kết thúc tại đây. Ngày mai mình rảnh rỗi mình sẽ video những chiếc Winder hoặc là 150 cho các bạn cùng xem nhá. Vâng. Cảm ơn.
cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và ủng hộ cửa hàng xe máy Việt Thái trong thời gian qua.